Kim Thư. Từ nhỏ đã là một cô bé thật xinh xắn và nhanh nhẹn. Bé Kim Thư được bố mẹ hết mực yêu thương và lo lắng. Một ngày của Thư, cho dù là đi học, đi tập dance sport hay đi biểu diễn ở các sân khấu lớn nhỏ, đều có sự hiện diện của mẹ mình. Đó là điều mà bé cảm thấy vui sướng và tự hào nhất. Khi tham gia sự nhí tranh tài lần này với bộ môn xiếc đầy gian khó và thử thách, cô bé Kim Thư có vượt qua được hay không? Của tôi nha. Ngày mai còn một suất nữa, bà con nhớ tới con nữa nha. Anh chị Tư, bữa nay gia đình hát múa hay quá à. Mà tôi nói nghe nè, sao mà gia đình anh chị á có một bài múa từ hồi năm ngoái cho tới năm nay. Mà tôi á, tôi nói nha, cháu tôi á, nó khoái coi xiếc lắm. Tôi cũng khoái coi xiếc của gia đình nhà anh nữa. Cả cái xóm này nè, bà con ai ai người ta cũng khoái coi xiếc gia đình nhà anh hết. Sao không làm xiếc? Làm cái gì mà ca múa hoài vậy? Tôi khoái nhất là tiết mục xiếc của cô Tư á. Nếu mà chị chán với tiết mục này rồi á, thì ngày mai chị tới đi. Tụi tôi mới có mấy bài mới tập, hay lắm. Chị dẫn cháu qua coi, ủng hộ gia đình tụi tôi nghe. Chị Tư đã nói vậy rồi á, thì mai ngoại dẫn con qua đây coi nữa nghe. Dạ. Vậy thôi, chào anh chị, tôi về nha. Dạ, chào chị Tám. Ba thấy chưa ba? Con nói ba cho con diễn xiếc mà ba không chịu. Sao con liều cái gì Thư? Ba đã nói không là không. Con với cái à? Mình à, sao tự nhiên la con? Tội nghiệp nó. Ai kêu chị hai cứ nhắc tới xiếc chi cho ba giận vậy? Mẹ bị đau chân nên ba không cho chị hai diễn xiếc giống mẹ đó. Thôi con, không có nói bậy. Mai mốt không có được nói như vậy nữa nghe chưa? Mà Thương nè, nãy giờ con múa như vậy đủ rồi. Nghệ sĩ coi vậy, nó bạc lắm con à.
biết sợ bị đòn lắm. Chị Hai sẽ ăn đòn thế em, nhưng mà giúp chị Hai hoàn thành ước mơ của chị nha. Chị Hai muốn đi diễn xiếc giống mẹ lâu lắm rồi nha. Dạ. Ai cho phép con về hả Thư? Đi về liền cho ba. Ba biết con mê cái nghề này mà ba. Ba cho con được diễn một lần thôi cũng được nữa ba. Ba đã cấm con không được diễn xiếc rồi mà. Tại sao con không nghe lời ba vậy hả Thư? Thôi mình à, con nó đâu có biết chuyện gì đâu, đừng có la nó nữa. Mình không nhớ chuyện năm xưa hả mình? Cũng cái ngày đó, cũng vì xiếc đã cứ mất đi cái niềm đam mê, cứ mất đi cái đôi chân lành lặn của mình đó mình. Mẹ ơi, ba không muốn con gái của ba cũng đi vào vết xe đổ đó. Tất cả mọi thứ ba làm như gì muốn tốt cho con thôi Thư à. Đi vô đây nhanh lên. Ủa anh chị Tư, bé Thư, làm gì mặt mày bí xị vậy? Rồi, hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Anh qua đây. Anh Tư à, anh lại la con Thư nữa rồi đúng không? Tôi nói thiệt với anh nghe nè, con bé Thư á, nó giống cô Tư lắm. Nó đam mê cái nghề này còn hơn cả mạng sống của nó nữa anh biết không? Con người á, mà không được sống với đam mê của mình thì cuộc sống làm gì còn ý nghĩa nữa. Anh cho nó thực hiện đam mê của nó đi anh Tư à. Ba, con muốn tiếp nối ước mơ của mẹ. Con muốn được diễn xiếc giống như mẹ ngày xưa vậy đó ba. Anh thấy chưa, con nhỏ nó ham muốn như vậy đó, sao mà anh cấm cản nó được. Anh Tư à, anh nghe tôi nha, anh không thể nào mà cứ ngồi ở một chỗ, ngồi ngay tại cái nỗi đau của anh năm xưa như vậy hoài được. Như vậy thì con anh nó không thể nào nó phát triển được anh Tư à. Anh và chị Tư, hai vợ chồng phải biết đứng lên từ nỗi đau của mình để còn chấp cánh ước mơ cho hai đứa nhỏ nữa. Đúng rồi đó mình à, vợ chồng mình đã sống với cái quá khứ đau buồn đó quá lâu rồi. Hôm nay được nhìn con đứng trên sân khấu, được múa, được diễn xiếc, em như thấy ước mơ của mình được thành hiện thực vậy đó. Để con thay em hoàn thành ước mơ của em nha mình. Mẹ, ba đã đồng ý cho con diễn xiếc phải không mẹ? Ừ, ba đồng ý rồi đó. Con cảm ơn bà, con hứa sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Thank you.
cũng xin cảm ơn nhóm xiếc Bầu Trời Xanh. Các bạn biết ông đi Thăng Bằng là một trong những cái mà thử thách về cái tính tinh thần thép của mình cực kỳ cao. Với độ cao cao thì cao như vậy, lúc đó là con nghĩ tới cái gì mà con đi qua và phà con vững tin mà đứng trên đầu như vậy. Dạ thì con chỉ có cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi thật tốt thôi. Tại sao con yêu cái nghề xiếc hay là con muốn chinh phục bản thân con? Dạ con muốn thử thách mình với một cái lĩnh vực mới. Dạ, nhưng mà trước khi mà con làm vậy đó, những tiết mục ví dụ như Múa Mâm nè ha, những cái tiết mục trước để con trình diễn á, rất là đẹp, mà một cái sự kháng phục tới nỗi mà rơi nước mắt luôn, đó là nghệ sĩ Minh Nhí. Xin mời một em. Từ đầu mùa chương trình này tới bây giờ thì chú biết con ở bên Dancebox đúng không? Dạ. Nhưng mà con vừa xiếc vừa múa hiện đại, múa dân gian, có nghĩa là cái múa nào đối với con cũng thành vấn đề, chứ không phải là nhảy không, không phải là Dancebox không. Một mình con đi qua là đã thấy sợ rồi, mặc dù có cái dây để bảo đảm đó, tại vì chương trình thưa quý vị là phải bảo đảm an toàn cho tất cả các cháu, chứ không thể để mà xảy ra sự cố gì. Cho nên dù có cái dây an toàn đó nhưng mà vẫn sợ, vẫn lo cho con. Rồi con đứng trên đầu của một cái chú kia nữa, đứng trên vai xong rồi đứng trên đầu. Cái thời gian của tuần vừa rồi đến giờ thì chú nghĩ là nó cũng không có lâu, mà con lại rèn luyện được như vậy thì quá ngưỡng mộ con. Con rất là tài năng, đúng là siêu nhí tranh tài. Tuy nhiên con gắn kết cái bài thi của con á, cái xiếc vô trong một vở kịch thì vở kịch rất là có ý nghĩa và cũng rất xúc động. Chú rưng rưng nước mắt rồi. Vì con phải là diễn viên kịch á, cho nên không đeo mi được vì con xiếc, cho nên là phải nhép miệng. Nhưng mai mốt con ráng tập nhép miệng cho nó đúng. Và cái huấn luyện viên của con á, nếu lần sau mà con có vào vòng trong nữa đó, mà có làm kịch nữa đó, thì gọn lại một tí, nó hơi bị vàng trải. Mà nếu kéo dài ra quá thì nó sẽ bị hơi bị rề rạng tí. Tôi xin được có ý kiến một chút xíu như thế này. Khi mà đưa cái câu chuyện người cha thuyết phục, cái điều này là mấu chốt của vấn đề để con diễn xiếc, thì ở đây cái khóa này nó không chặt. Bởi vì sao? Phải có cái người đạo diễn xiếc, cái người biên đạo trong chương trình. Bác ơi, bác yên tâm, bây giờ hồi xưa cô không có dây an toàn, cô té, bây giờ có cái dây này, bác yên tâm đi, tụi con sẽ đảm bảo với bác rằng cái dây an toàn này bé có lỡ mà sơ suất á thì không có ảnh hưởng gì hết. Thì cái yếu tố kỹ thuật đó, cái niềm đau của người bố không thể xoa dịu bằng những cái lời nói và tư tưởng, mà phải có một hành động cụ thể, bởi vì bố rất yêu con và không muốn con phải trở thành người tàn tật. Và người ta phải nói rằng con là người dựng, con sẽ lén lút tập, bây giờ con thấy nói với bác nghe là con sẽ treo cái dây cáp an toàn để bé có nhỡ sơ suất gì thì cũng treo lơ lửng, không bị sao hết. Thì như vậy nó sẽ hiểu hơn cho cái ngôn ngữ của siêu nhí tranh tài, để khán giả cảm thấy là thuyết phục hơn vì sự đồng ý của ông Tư sau bao nhiêu năm không đồng ý, mà bây giờ vì cái này hiện đại nhưng mà phải đảm bảo an toàn. Nhưng cái ưu điểm tối ưu của tiết mục xiếc của con ở đây là đưa vào câu chuyện xiếc để biến những cái kỹ thuật đó trở nên có ý nghĩa. Điều này Cirque du Soleil cũng đã chuyển hóa từ xiếc dân gian để biến thành một ngôn ngữ hiện đại tại Las Vegas, và người ta phải xếp hàng, người ta phải đăng ký, bởi vì nó được biến đổi thành một nội dung và nội dung đó có thông điệp của nó. Thì tóm lại, cái niềm đam mê của con ở đây mọi người đều cảm nhận được hết, và những cái vấn đề còn vướng mắc của vấn đề biên kịch thì cái đó là chuyện nhỏ, sẽ rút kinh nghiệm được lần sau. Hai ông Mục, anh Mục em, ai nói cũng chính xác hết đó. Nhưng mà hả, Thúy vẫn bảo vệ quan điểm của Thúy, đó là nhìn thấy ở em ở cái tài năng và tất cả những cái niềm đam mê khi mà em biểu diễn xiếc, và tất cả những cái khả năng gì đó của em đã xóa tan hết tất cả những cái gì là khuyết điểm mà nãy giờ Mục em và Mục anh nói.